Xin chào anh chị. Thế xin chia sẻ với anh chị về những tính năng tiếp theo của Finbook. Hiện tại Finbook có những cái tính năng về phân tích. Phân tích trong đó bao gồm những báo cáo riêng của Finbook và do đội ngũ của Finbook xây dựng phát triển cũng như là phân tích báo cáo. Và thứ hai đó là báo cáo của các công ty chứng khoán. Đây là những báo cáo mà Finbook tổng hợp lại những báo cáo hay và báo cáo chất lượng của các công ty chứng khoán để cập nhật cho tất cả các anh chị. Ngoài ra, rất nhiều các báo cáo riêng của Finbook thì được cập nhật trong các Zoom riêng của Finbook cũng như là hệ team Atarget, và hệ thống Atarget sẽ hỗ trợ các anh chị khi mà các anh chị tham gia sử dụng sản phẩm của Finbook. Chúng ta có thể thấy rằng, chẳng hạn như những cái báo cáo của Finbook này, báo cáo về ngành ngân hàng này, ngành chứng khoán này, triển vọng này, nhìn chung là đây là những báo cáo của Finbook này, kết hợp đó là tổng hợp về các báo cáo của các công ty chứng khoán như là KB này, VND này, MBS này, SSI này, KIT, SSI này, DSC này, KIT. Đây là những cái báo cáo của các công ty chứng khoán thì Finbook cũng cập nhật để các anh chị có thể đọc cũng như là các anh chị có thể cập nhật và sau đó từ đó đưa ra những cái quyết định đầu tư của mình. Ngoài ra các anh chị có thể tham gia các Zoom trải nghiệm để có thể đọc thêm những cái báo cáo nhanh của Finbook hàng tuần. Tab tiếp theo và một cái tính năng của Finbook cũng rất là hay và các anh chị nên đọc cũng như là chúng ta nên tham khảo để các anh chị hiểu rõ hơn về Finbook, phương pháp đầu tư cũng như là những cách thức đầu tư, đó là vào mục blog. Và mục blog này thì hiện tại có các tất cả các tin từ Facebook và kiến thức đầu tư thì các anh chị có thể nhấn vào đây để các anh chị đọc qua các tin của Finbook, chẳng hạn như là Finbook tổ chức hội thảo này, Finbook là có những cái tin như là bất chất downtrend này, robot phái sinh Finbook này, tháng 11 cho lợi nhuận đột phá trên 200 điểm. Đây là những cái tin của Finbook này, các anh chị có thể đọc qua. Bên cạnh đó, cái phần blog rất là hay, đó là phần về kiến thức đầu tư. Phần về kiến thức đầu tư này để cho các anh chị hiểu rõ hơn về cách đầu tư và phương pháp đầu tư của Finbook. Ngoài những cái điều mà Thế đã chia sẻ với các anh chị rồi thì kiến thức đầu tư nó là cập nhật rất nhiều những cái kiến thức mới nữa và update cũng như là chia sẻ sâu rộng hơn, chẳng hạn như là các anh chị thấy là kiến thức đầu tư là có những cái top bài viết, chẳng hạn đó là cách mua cổ phiếu như nào này, các anh chị có thể vào đây nhấn vào đường link sau đó chúng ta tải xuống này, hoặc cách mua cổ phiếu tiêu chuẩn này, quy tắc T cộng 5 là gì ở trong Finbook đúng không, Thế cũng đã nhắc đến rồi, và các anh chị có thể đọc sâu hơn này, mô hình nến tiếp diễn này, đường MACD này, bán cổ phiếu chuẩn theo phương pháp đầu tư chủ động là như thế nào này, tính năng của các điểm mua pullback ra sao này, cách bán cổ phiếu này, hướng dẫn cách lọc cổ phiếu theo phương pháp Canslim này. Đây là rất nhiều những cái bài top bài viết hay trong kiến thức đầu tư và các anh chị nên đọc để chúng ta có một cái kiến thức đầy đủ hơn, có một cách nhìn khách quan hơn, từ đó chúng ta có những cái quyết định đầu tư một cách sáng suốt hơn. Hoặc là chẳng hạn như là tìm hiểu phiên phân phối là gì và khi nào phiên phân phối hết hiệu lực thì đây là những cái bài viết rất là cập nhật. Hoặc là chỉ số FS rating đúng không ạ, FS rating là gì, tại sao ở trong phần mềm Finbook cũng như là các chỉ báo về cổ phiếu là hay sử dụng các chỉ số này để đánh giá về sức mạnh cổ phiếu so với toàn thị trường đúng không ạ, tính năng điểm mua điểm pullback là ra sao, và chẳng hạn như là trong đó có những cái bài học rút ra kinh nghiệm, chẳng hạn như là những cái cú sập của VN Index này, 9 dấu hiệu tạo đáy là khi nào chỉ số VN Index tạo đáy này, đều có những cái trạng thái và đây cũng khá là hay để các anh chị có thể cập nhật. Nguyên tắc của phương pháp đầu tư của Finbook dựa trên phương pháp đầu tư của O'Neil này, dựa trên VSA này và một số phương pháp đầu tư khác, đấy là những nhà đầu tư nổi tiếng ở trên thế giới, và sau đó là tổng hợp tất cả để đưa ra những cái phương pháp đầu tư hiệu quả nhất mà các anh chị đang sử dụng. Và tổng kết lại thì chúng ta thấy rằng một phương pháp đầu tư thì chúng ta sẽ xem xét rằng trong cái quá trình dài đầu tư thì hiệu quả của phương pháp ra sao. Thì trong phần khuyến nghị Thế cũng đã chia sẻ lại các anh chị về những khuyến nghị của Finbook tổng hợp từ trước đến giờ và hiệu suất sinh lời so với VN Index là ra sao, từ khuyến nghị của cơ sở và khuyến nghị về phái sinh đúng không ạ, đều cho những cái mức lợi nhuận khá là hiệu quả. Thì đây là các anh chị tham khảo thêm cái phần kiến thức đầu tư để chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình đầu tư.
Và Thế hy vọng rằng là khi các anh chị sử dụng phần mềm Facebook là các anh chị sẽ rút ngắn được cái giờ bay của mình và từ đó đưa ra được những cái phương pháp và cách thức đầu tư một cách hiệu quả nhất và mang tính cá nhân hóa của mình. Và Facebook sẽ làm một cái phần mềm để hỗ trợ cho các anh chị đầu tư một cách tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.